Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Két Sắt Chính Hãng. Ngày hôm nay Đức Phương sẽ giới thiệu cho các bạn một cái mẫu két sắt nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Két sắt này thì có model là BSC360. Đây là một két sắt mang thương hiệu Buin, nhập khẩu nguyên chiếc từ Hàn Quốc. Két sắt Boy Shape Made in Korea. Đó. Đây là mẫu két sắt mà có tính chống cháy, an toàn và bảo mật hoàn toàn bằng cơ, cho nên là rất bền và dễ sử dụng. Sản phẩm này rất phù hợp cho các bạn để trong tủ, hoặc là tủ quần áo, hoặc là ở các cái tủ của cái căn hộ chung cư cao cấp. Điểm nổi bật của dòng két này là có cái bộ khóa chìa và bộ khóa mã hoàn toàn bằng cơ, nên khả năng chống cháy cũng như là độ bền rất là tốt. Về cấu tạo thì két được sơn một lớp sơn bóng mịn đó, và nó làm bằng thép hai lớp, ở giữa là hoạt chất chống cháy. Hơn nữa thì két sắt này thì có hai bàn lề nổi đó, có bộ cái mã khóa bằng cơ và bộ khóa chìa đó. Bộ khóa này thì có thể đổi mã được theo ý thích các bạn nhé. Đấy, mở ra này, các bạn kéo ra. Thì ở bên trong thì các bạn để ý này, nó là một khoang rộng, thì cái này có thể để được cặp file playback ấy, rất là vừa vặn. Đó. Ở trên là có thể các cái khe để đựng vàng hoặc là nhẫn kim cương. Đấy. Lòng két rộng này, và đặc biệt là các cái từng cái chi tiết của nó đây là hàng nhập khẩu đấy. Nó rất là bóng và đẹp. Đấy. Các cái thợ cơ khí mà khó tính nhất thì cũng phải nhìn thấy cũng phải trầm trồ và rất là ưng ý. Két sắt này có đầy đủ những cái tiêu chuẩn chất lượng như là tiêu chuẩn chống cháy này, tiêu chuẩn ISO này, rồi là nhập khẩu nguyên chiếc này từ Hàn Quốc thì có đầy đủ COCQ các bạn nhé. Trên thị trường thì có một số nhà sản xuất có cái nhái cái thương hiệu Buin, thì các bạn để ý là mua những cái két sắt Buin chất lượng và nhập khẩu nguyên chiếc thì nó đảm bảo độ bền cũng như là sơn nó bền hơn, chống cháy tốt hơn và khóa sẽ được nhẹ nhàng hơn. Đó. Giá của cái sản phẩm này thì cũng không quá đắt, là bên mình thì đang được khuyến mại là 5.150.000. Đó. Đấy. Ưu điểm nổi bật nhất là khả năng chống cháy này, đổi mã được này, độ bền ổn định này, từ 2 đến 35. Đấy. Vừa rồi là toàn bộ những cái chia sẻ của mình về cái dòng két sắt nhập khẩu Buin của Hàn Quốc. Nếu các bạn mà có câu hỏi thì hãy comment phía dưới, mình sẽ trả lời các bạn ngay lập tức. Cuối cùng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin cảm ơn.